Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hồ sơ mật. Thưa quý vị, phương tiện hàng không không người lái UAV, thường gọi là máy bay không người lái. Đó là phương tiện bay có thể được điều khiển từ xa, cũng có thể tự bay theo chương trình đã được lập trình sẵn, hoặc theo sự điều khiển của các hệ thống máy tính phức tạp. Trong quân sự thì vai trò của UAV đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Sự phát triển của các công nghệ giúp cho thiết bị này ngày càng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn. Hệ quả là các hệ thống UAV ngày càng phong phú và hiện diện ngày càng phổ biến trên chiến trường. Thế nhưng, những người điều khiển thực sự các hệ thống máy bay không người lái này là ai? Họ được tuyển mộ, được đào tạo và huấn luyện thực hành như thế nào? Có những góc khuất nào trong công việc và trong cuộc sống của những phi công không bao giờ cất cánh này? Đó sẽ là những nội dung của chương trình Hồ sơ mật ngày hôm nay. Position. What do you got? Unmanned aircraft is identifying enemy sniper. Copy that. Let's move. Bạn cảm thấy do gì? Nó đây rồi. Có lẽ chúng tôi giết mục tiêu của mình. Có thể chúng tôi giết kẻ mà chúng tôi nghĩ là mục tiêu của mình. Bạn đang ở độ cao 3.000 mét. Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn biết những gì bạn thấy trong hai chiều tích. Ôi, mục tiêu ngon lành. Tôi vẫn có giấy phép truy cập thông tin tuyệt mật. Vì vậy, tôi phải rất thận trọng. Nhà sản xuất phim Sonia Kennebec đã hé lộ sự tổn thất về tình cảm và vật chất. Chúng tôi sẽ gặp một số gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh không người lái. Của chương trình về máy bay không người lái của Mỹ, bạn thấy ai đó chết vì bạn, nói rằng giết họ không sao cả. Không ai từng nghĩ về việc lên tiếng chống lại chính phủ và chưa từng nghĩ hậu quả có thể xảy ra là gì. Anh ấy có thể bị truy tố về tội gián điệp. Bạn theo dõi toàn diện cuộc sống của mọi người và bạn thực sự bay lượn phía trên khu vực của họ. Và đôi khi, bạn theo dõi họ trong nhiều ngày và sau đó bạn đưa ra thông tin rằng gã này là kẻ xấu. Bạn sẽ đợi cho đến khi hắn bước ra cánh đồng để gặp một vài người bạn vì chuyện gì đó và bạn sẽ cho nổ tung hắn. Thả tên lửa xuống đầu hắn. Tối nay mọi người có uống gì không? Có, nước. Được rồi, của cô đây. Và đằng kia có nước đóng chai, nếu cô muốn dùng. Cảm ơn nhé. Chúc buổi tối tốt lành. Ban đầu tôi rất thích hải quân vì anh chàng mà tôi hẹn hò đã tham gia hải quân. Và tôi nghĩ mình sẽ tham gia hải quân. Đi vòng quanh thế giới, chiến đấu cho đất nước của mình và bảo vệ mọi người khỏi khủng bố. Và cuối cùng đã được tuyển mộ vào lực lượng không quân bởi vì tôi đã nhìn thấy các tờ áp phích có hình máy bay không người lái. Và tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Máy bay không người lái như thế thật bá đạo. Và tôi có ấn tượng rằng nước Mỹ đang cứu thế giới, giống như chúng tôi, là anh cả, và chúng tôi giúp đỡ mọi người. Vì vậy, tôi nhìn thấy cơ hội thoát khỏi thị trấn nhỏ mà tôi đang sống, thoát khỏi Pennsylvania, và được đi các nơi. Tôi tưởng đó là cách duy nhất để làm điều đó, và họ đã không tỏ ra rằng có thể có một trong những nơi tôi đã đến là Afghanistan. Titan 14, hãy giữ nguyên vị trí. Các anh thấy gì? Máy bay không người lái đang xác định kẻ bắn tỉa thuộc phe địch. Rõ, di chuyển nào. Tôi đã nhập ngũ trước khi định vào học vật lý trị liệu. Tôi giải ngũ cách đây 2 năm. Tôi đã tham gia tình báo không quân. Tôi đã lái máy bay không người lái. Tôi tham gia một đơn vị mà chúng tôi đã chiến đấu ở Afghanistan. Và tôi đã mất bạn bè trong cuộc chiến. Tôi đã mất nhiều bạn bè vì tự tử khi tham gia đơn vị đó. Và tôi thấy rất nhiều người chết trong chiến tranh. Vì vậy, đối với tôi mang đến cho bà massage sự đau đớn và vô cùng tuyệt vọng. Absolute despair and memories, và những ký ức kinh hoàng. Và cùng với đó là rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ.
Tôi nghĩ tôi đến đây trong tiềm thức, tôi muốn tìm kiếm sự chữa lành cho bản thân, để có thể tìm thấy thứ gì đó trong học tập để chữa lành vết thương cho người khác. Có lẽ tôi cũng có thể tự chữa lành vết thương cho mình. Nó giống như chuyển động chậm, và nó giống như bạn đang xem ai đó kéo bản thân họ qua cánh đồng. Khi bạn theo dõi ai đó trong những giây phút hấp hối, phản ứng của họ thế nào? Họ phản ứng ra sao và họ làm gì? Nó rất nguyên sơ. Nó thật sống sượng, trần trụi. Nó là như thế. Rất thật, không phải là trò đùa. Tôi có những ký ức cụ thể về nhiều người trong số những người mà tôi biết là tôi đã giết. Nhưng nó rất lộn xộn và họ không thông báo cho chúng tôi biết chúng tôi giết ai. Có lẽ chúng tôi giết mục tiêu của mình. Có thể chúng tôi giết một kẻ mà chúng tôi nghĩ là mục tiêu của mình, không thể biết. Và tôi có thể nói các chương trình máy bay không người lái là sai trái vì tôi không biết mình đã sát hại bao nhiêu người. Sau khi chúng tôi thực hiện một cuộc tấn công, tôi xin nghỉ giải lao, ra ngoài, hút thuốc và nghĩ ngợi, và cố gắng thư giãn, cố đẩy cái suy nghĩ rằng tôi bị dính líu đến việc giết người ra khỏi đầu. Và tôi cố không nghĩ về nó. Đôi khi nếu tôi không thể thực sự thoát khỏi tình trạng đó quá lâu, tôi sẽ đi vào phòng tắm và cứ ngồi trong nhà vệ sinh. Tôi cứ ngồi đó trong bộ đồng phục của mình và khóc, và nghĩ về những gì tôi đã làm. Đó là những phản ứng cảm xúc lẫn lộn. Sau đó, nhiều khi tôi lại cảm thấy trống rỗng. Và nếu tôi khóc lóc, thì đó là vì tôi không biết làm thế nào để chấm dứt cảm giác đó. Làm thế nào để ngăn chặn cảm giác muốn thu mình. Và đó là một sự trống rỗng mênh mang. Và tôi luôn run rẩy sau mỗi đợt tấn công vì adrenaline tiết ra. Tôi đã giết người. Tôi thấy ai đó chết vì tôi nói giết họ không sao cả. Đây là tương lai và nó đã ở đây. Predator, nó không bỏ cuộc, nó không dừng lại. Nó sẽ tìm thấy bạn, nó sẽ săn lùng bạn. Bạn bước vào trạm điều khiển mặt đất, đó là buồng lái của bạn. Bạn ngay lập tức cảm thấy như đang ở trong chiếc máy bay. Cảm giác trống rỗng, cảm giác giống như một con đại bàng hoặc một cái gì đó trên đầu, liên tục lơ lửng trên cánh tay của bạn, ghi lại những gì đang xảy ra. Một gián điệp trên đầu thực sự. Hãy xem họ cần thấy cái gì. Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng bạn đang giúp đỡ những người xung quanh. Đó chính là lý do tại sao tôi nghĩ tất cả chúng tôi làm việc này. Trở thành một phần của lực lượng không quân khiến tôi cảm thấy tự hào và mọi người thường nói cảm ơn. Đó là khi tôi nhớ rằng tôi đang làm một điều gì đó lớn lao hơn bản thân. Trước khi tôi gia nhập quân đội, tôi đã nhận thức rõ rằng những gì tôi sắp bước vào là thứ mà tôi chống lại, mà tôi không đồng ý. Tôi tham gia bằng mọi cách để thoát khỏi nỗi tuyệt vọng bởi vì tôi vô gia cư. Tôi tuyệt vọng. Tôi không còn nơi nào để đi. Tôi đã đến bước đường cùng và không quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận tôi. Về cơ bản, tôi vẫn làm việc trong ngành tình báo với tư cách cả lính đánh thuê cho đến khi tôi đi học, học kỳ mùa thu, và tôi đã nhìn thấy một giấy phép truy cập thông tin tuyệt mật. Mỗi khi bạn được giao cho một giấy phép truy cập thông tin tuyệt mật, nó có giá trị 5 năm. Sau đó, cứ 5 năm, nó cần được gia hạn. Và khi tôi rời bỏ công việc này, giấy phép của tôi sẽ hết hạn. Chưa ai từng nghĩ đến việc lên tiếng chống lại chính phủ, những người làm việc cho họ và chưa từng nghĩ hậu quả có thể xảy ra là gì. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về họ vì tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến tiếng nói của mình. Tôi không muốn nó bịt miệng tôi hay hạn chế tôi nói. Tôi thường cảm thấy như họ không thực tế. Họ là chính phủ, họ là bộ tư pháp. Họ không nên dùng quyền lực đó để thao túng tôi. Mối đe dọa đáng ngại này sẽ theo đuổi tôi, cũng giống như cách mà họ đã theo đuổi rất nhiều người, đặc biệt là kể từ ngày 11 tháng 9.
Tôi đã không biết mình sẽ làm gì cho đến khi tôi đến Fort Bragg để tham gia bộ chỉ huy hoạt động chung. Lúc đó tôi không thực sự nhận ra ý nghĩa hay tầm quan trọng của bản thân tổ chức này. Đơn giản là tôi đã được một số người trong quân đội nói họ là những người đặc biệt ưu tú mà bạn nghe nói đến trong các trò chơi video và trong phim ảnh. Và họ thực sự phải chịu trách nhiệm cho việc giết Osama Bin Laden. Vì vậy, tôi sẽ tìm các mục tiêu sử dụng tín hiệu thông minh. Tôi đã đóng quân tại Fort Meade, nơi đặt trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia. Tôi đã có một giấy phép dành cho Cơ quan An ninh Quốc gia. Và Cơ quan An ninh Quốc gia là Tổng cục Tình báo xử lý các tín hiệu tình báo. Vì vậy, tự nhiên, tôi được đưa vào một vị trí ở nước ngoài, làm việc với tín hiệu thông minh và sử dụng công nghệ trên máy bay không người lái thông qua các phương tiện tín hiệu thông minh. Xin lỗi, thật khó khăn. Và tôi biết đó là cốt lõi. Nó là trung tâm của những gì tôi đang làm và toàn bộ lý do của tôi đang ở đây. Nhưng tôi cũng không biết ranh giới của tôi được vẽ đến đâu. Và vì vậy, tôi phải hết sức thận trọng với những gì tôi có thể và không thể nói trước máy quay. Mặc dù nó là một cái gì đó đơn giản đến thế và lành tính, nhưng tôi sẽ không hình dung nổi. Tôi băn khoăn. Vẫn còn. Không, tôi không nghi ngờ rằng nếu tôi nói sai điều gì đó hay cung cấp sai thông tin thì tôi sẽ không thoát khỏi việc bị truy tố dưới bất kỳ hình thức nào. Khi tôi mới vào quân đội, tôi đã nghĩ đó là một kiểu đôi bên cùng có lợi. Đó là một lực lượng tốt đẹp cho thế giới. Tôi thực sự có thể giúp mọi người. Tôi có thể đi nhiều nơi. Tôi có thể học hỏi mọi thứ. Không có gì tiêu cực về nó. Lúc đó, tôi đã nghĩ như thế, hoặc nó có trong tiềm thức của tôi. Và tôi nghĩ rằng mình đang ở bên lẽ phải của lịch sử. Nhưng hôm nay, tôi không tin rằng điều đó đúng. Tôi đã làm việc trong một hệ thống kỹ thuật toàn cầu, một hệ thống mặt đất phân tán. Như tên gọi của nó, đó là một hệ thống phân tán, và nó trải khắp toàn cầu, nó thu thập dữ liệu, và nó thu thập rất nhiều dữ liệu. Đây là toàn cầu, đây là việc nhận thông tin ở mọi nơi, mọi lúc, bắn người từ bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Và đó không chỉ là một người ngồi đó, với một chiếc điều khiển từ xa, một cần điều khiển nhỏ, di chuyển một chiếc máy bay cách đó nửa vòng trái đất. Nó không chỉ có vậy. Nó giống như mọi biên giới không còn quan trọng nữa, và có một hệ thống khổng lồ trải khắp toàn cầu có thể hút hết thông tin vô tận của cuộc đời bạn, dữ liệu cá nhân của bạn. Thứ này có thể phát triển để vượt quá tầm kiểm soát. Và chúng tôi không phải là những người duy nhất có nó. Thứ này sẽ trở nên phổ biến, dù bây giờ nó chưa xảy ra. Đó là một chương trình bí mật, và điều đó có nghĩa là tôi không thể hét thật to để cho công chúng biết nó là cái gì. Điều tôi có thể nói với bạn là với tôi, mọi người làm việc với một thứ đồ sộ thế này đúng là đáng sợ. Nếu tôi đọc cái dòng thật dài này, Trung sĩ Lang cũng đi đầu trong quá trình bảo mật và cấp phép cho 4 mạng máy tính liên kết, cho phép khai thác 2.400 lần xuất kích, dẫn đến việc xác định kịp thời và chính xác 121.000 mục tiêu nổi dậy để hỗ trợ cho các hoạt động tự do của Iraq và tự do bền vững, và sau đó còn nói tiếp và còn nữa. Điều đó có nghĩa là hệ thống mà tôi đã làm việc về cơ bản đã xác định được 121.000 mục tiêu nổi dậy. 121.000 mạng sống bị ảnh hưởng bởi công nghệ mà chúng tôi kiểm soát. Và trong trường hợp này, chúng ta đang nói về khoảng thời gian 2 năm. Vậy chúng tôi đã tham gia chiến tranh bao nhiêu năm rồi?
ít nhất 12, nhân lên, cộng một số và xem điều gì thực sự xảy ra. Thưa Chúa, chúng con tạ ơn vì ngày tươi đẹp này. Chúng con tạ ơn Ngài đã cho con bạn bè và gia đình. Tạ ơn Ngài vì tất cả mọi người và mọi thứ mà Ngài mang đến cho chúng con. Cầu cho thức ăn nuôi dưỡng cơ thể chúng con, cho mọi người đi lại an toàn. Amen. Vào đi. Tôi từng có một nhà phân tích hình ảnh, một người quét hình ảnh. Công việc của tôi là xem những gì đang xảy ra trong video từ máy bay không người lái. Tất nhiên là video trực tiếp và xác định mọi thứ. Một trạm làm nhiệm vụ từ xa khác, tất nhiên sẽ có phi công, người đang lái máy bay thực tế và người vận hành cảm biến. Người đang di chuyển camera xung quanh và họ là những người thực sự nhấn nút. Tôi không nhấn nút, tôi chỉ xác định cái gì khiến họ cần nhấn nút. I do not push the button. I just identify what necessitates a button pushing. Chúng tôi không thể đánh bom ai đó rồi bay đi. Chúng tôi phải làm từ đầu đến cuối. Bom nổ và chờ cho nó nguội đi một chút. Và sau đó, bạn có thể thấy các bộ phận cơ thể. Bạn có thể xác định nó có thể là nửa thân dưới của anh ta và đó có thể là chân. Và đôi khi, bạn sẽ nán lại để xem gia đình họ đến và mang xác đi, hoặc nhặt các bộ phận và đặt thành viên gia đình của họ vào chăn. Và một vài người giữ chặt một góc chăn, mang cái xác trở về khu nhà của họ. Theo hồ sơ sức khỏe tâm thần của tôi có nguy cơ tự tử cao về cách tôi cư xử với công việc của mình. Nhà tâm lý học đã đưa ra lời khuyên, tôi nên chuyển đến bất cứ đơn vị nào không liên quan đến việc lúc nào cũng có người chết. Vị thượng sĩ nhất nói rằng đội của chúng tôi thiếu người và họ rất cần tôi để làm nhiệm vụ. Vì vậy, anh ta sẽ xem xét việc đó, nhưng không bao giờ trả lời các cuộc gọi điện thoại của các nhà tâm lý học. Và không bao giờ đưa cho ông ấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ được chuyển đến một công việc tốt hơn. Và rõ ràng là tôi không được chuyển đi. Tôi ở lại làm công việc đó cho đến giây phút cuối cùng có thể đến khi họ phải cho tôi ra khỏi quy trình bởi vì lúc đó tôi sắp giải ngũ. Vì vậy, tôi nghĩ đó là cái giá của mạng sống con người bởi vì thực tế là tôi nằm trong danh sách theo dõi những người có ý định tự sát và họ vẫn không cho phép tôi làm điều gì khác có thể giúp tôi. Rõ ràng, tôi không quan trọng với quân đội. Và điều đó cho thấy mức độ mà lực lượng không quân quan tâm đến quân đội tình báo của mình ra sao. Có thể nói rằng con bé có một ngày căng thẳng nếu nó gọi tôi dậy và nó khóc hoặc nó buồn. Nhưng rồi nó không thể nói về chuyện đó. Và khi tôi hỏi con bé là có thể kể với ai khác không? Không, chúng con không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Vì vậy, mỗi ngày con bé sẽ gặp thêm nhiều vấn đề đang diễn ra. Một người mẹ biết những điều này và khi bạn nghe con gái nói chuyện với bạn qua điện thoại, bạn có thể nói rằng con bé đang gặp rắc rối. Chỉ qua cảm xúc và sự căng thẳng mà tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của con bé, tôi biết con bé đang gặp rắc rối. Và điều duy nhất tôi có thể làm là giữ liên lạc với con bé mỗi ngày để nó cảm thấy có người bên cạnh mình. Bởi vì tôi có cảm giác nếu ai đó không ở bên cạnh nó thì chắc giờ nó không còn sống đâu. Nhiều người bạn của con bé, rất nhiều người trong số họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tất cả say mềm, gắng gượng, cố quên đi nỗi đau ấy. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Tất cả những đứa trẻ đó đi ra ngoài. Bây giờ tôi muốn phát một clip của Tổng thống Obama nói về chiến tranh không người lái của Mỹ tại Đại học Quốc phòng ở Washington, D.C. Và trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện, phải có sự gần như chắc chắn rằng không có thường dân nào bị giết hoặc bị thương. Tiêu chuẩn cao nhất của chúng ta có thể đưa ra. Vâng, cuộc xung đột với Al-Qaeda, giống như mọi xung đột vũ trang đều dẫn đến bi kịch. Nhưng bằng cách thu hẹp mục tiêu của chúng ta vào những kẻ muốn giết chúng ta, chứ không phải là những người mà chúng lẩn trốn trong đó. Chúng ta đang chọn hướng hành động.
và có thể dẫn đến thiệt mạng ít nhất. Khi vị Tổng thống đứng trước đất nước và nói rằng họ đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng gần như chắc chắn sẽ không có dân thường bị giết. Ông ấy nói thế vì ông ấy không thể nói khác đi, bởi vì bất cứ khi nào một hành động được thực hiện để hoàn thành mục tiêu sẽ có một lượng phỏng đoán nhất định trong hành động đó. Bởi vì chỉ sau khi bất kỳ loại vũ khí nào được thả xuống, bạn mới biết mức độ thiệt hại thực tế là bao nhiêu. Và thông thường, chúng tôi, cộng đồng tình báo, có sự phụ thuộc. Bộ chỉ huy hoạt động chung, bao gồm cả CIA, phụ thuộc vào tin tình báo, đến sau đó xác nhận rằng kẻ mà họ nhắm đến đã bị giết trong cuộc tấn công đó, hoặc chúng không bị giết trong cuộc tấn công đó. Chúng ta đều biết mọi người chết trong chiến tranh. Chúng ta đều biết điều đó. Nếu chúng ta không biết, chúng ta bị mù mờ rồi. Thực tế của vấn đề là, những thứ này, những thiết bị này có thể xuất hiện khá nhiều ở bất cứ nơi nào trên thế giới và thổi bay mọi thứ. Và không có cơ quan quản lý về việc chúng được sử dụng như thế nào. Và đó sẽ là thứ thúc đẩy, chứ không ngăn chặn chiến tranh. Những người thực sự bị tác động, ngoài những người ở nơi xa xôi, đang bị những thứ vũ khí này tấn công, tất cả đều là những tân binh mới đang đến. Và những người đang bị ảnh hưởng là trẻ em Mỹ. Mọi người chết, mọi thứ bị phá hủy, mà những người từ 18 đến 24 tuổi ngồi nhìn điều đó. Làm sao mà người ta không thấy phiền lòng cơ chứ? Nghe các chính trị gia nói về máy bay không người lái là thứ vũ khí chính xác có thể thực hiện các cuộc tấn công phẫu thuật. Với tôi, điều đó hoàn toàn vô lý. Thậm chí việc đưa ra những tuyên bố đó cũng hoàn toàn lỗ bịch. Nó không hoàn hảo với những người vận hành nó từ khắp nơi trên thế giới. Nếu họ thực sự nghĩ rằng họ có thể ném một quả bom qua cửa sổ của một doanh trại và đánh trúng một binh sĩ, thì tại sao chúng ta lại thấy rất nhiều thường dân chết? Tôi muốn hỏi những chính trị gia đó, có phải họ đã không được thông báo về điều đó? Họ không biết những gì đang xảy ra trong cuộc chiến của chính họ mà họ đang kiểm soát. Tôi đã nghiên cứu chương trình máy bay không người lái của Mỹ. Công chúng nên biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Một nhà điều hành và phân tích máy bay không người lái trước đây của chúng tôi đã đả kích quân đội Mỹ và Anh vì đã bịa đặt thông tin sai lầm về những cái chết dân sự và Mỹ đã dẫn đầu cuộc chiến máy bay không người lái trên toàn thế giới. Heather Limbaugh đã đặt câu hỏi về tính chính xác của thông tin được thu thập bởi máy bay không người lái khi họ nói rằng các video được cung cấp không đủ rõ ràng để phân biệt dân quân với dân thường. Cựu nhà phân tích người Mỹ cũng nói rằng máy bay không người lái ở Mỹ trong các cuộc chiến không được sử dụng để bảo vệ mà để làm vũ khí tấn công. Đây là một ví dụ hoàn hảo về việc nó sẽ trông như thế nào, không thay đổi. Đây có lẽ là điều tốt nhất bạn sẽ có được vào một ngày tốt lành. Đó là lý do tại sao rất khó để đưa ra lựa chọn đó. Tôi nói có thể có ít nhất là hai đứa trẻ. Và rồi một trong hai bỏ chạy. Đây có thể là một khoảnh khắc Edward Snowden khác. Lại thêm một người dũng cảm kể câu chuyện thật, liệu có thể coi cô ấy là kẻ phản quốc làm rò rỉ thông tin và khép cô ấy vào tội vi phạm đạo luật gián điệp 1917 vì đã nói ra sự thật về chương trình máy bay không người lái ném bom của Mỹ? Heather là một trong những chuyên gia phân tích đầu tiên công khai chỉ trích chương trình máy bay không người lái bí mật của Mỹ. Cùng ngày, bài xã luận của cô được công bố trên trang The Guardian.
cô nghi ngờ về quyết định của mình. Cố gắng khiến mọi người thay đổi cách nhìn và họ thích mọi thứ. Các nhà hoạch định chính sách không lắng nghe, không quan tâm. Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi sẽ phải tự xông pha, chịu rủi ro để bản thân nằm trong danh sách theo dõi của FBI hay thứ gì đó chỉ để nói rằng, phải, chương trình máy bay không người lái làm cho mọi người cảm thấy tồi tệ. Về cơ bản, ý của tôi là chương trình máy bay không người lái có thể mang đến cho bạn chứng hậu chấn tâm lý. Chẳng có gì bất ngờ cả. Và khi tôi nói những điều như vậy, mọi người sẽ nói rằng điều đó sẽ không thay đổi đâu. Cô sẽ là một Edward Snowden thứ hai. Điều đó khiến tôi bực. Và nó thậm chí khiến tôi không muốn cố gắng. Bởi vì nếu tôi nhận được mọi sự chú ý khủng khiếp từ chính phủ, bởi vì việc này có ích gì chứ? Nếu tôi kết thúc, nếu có ai đó đến nhà tôi và chụp một chiếc túi lên đầu tôi và lôi tôi đi, thì bất kỳ điều gì tôi làm có ý nghĩa gì? Tôi có thực sự thay đổi suy nghĩ của mọi người không? Hoặc mọi người có chia sẻ nó trên Facebook và đồng hành với tôi không? Tôi đang dành tất cả thời gian để làm chuyện này và nó có thể không đi đến đâu cả. Lẽ ra, tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, dành thời gian cho bạn bè, dành thời gian cho gia đình. Vậy mà tôi dành tất cả thời gian cho việc này, tôi không biết có ai quan tâm không. Và tôi không biết liệu có ai thực sự quan tâm đến những người lính trong chương trình máy bay không người lái. Bởi vì một mặt, tất cả chúng tôi đều là một đám sát nhân. Còn mặt kia, chúng tôi không nên gặp bất kỳ vấn đề gì, vì chúng tôi đâu có dạo quanh Afghanistan. Số lượng các quốc gia có UAV quân sự đã tăng vọt trong thập niên qua, từ con số khoảng 60 quốc gia năm 2010 đến 95 quốc gia vào năm 2019, với khoảng hàng ngàn loại máy bay không người lái đang hoạt động trên khắp thế giới. Thống kê cho thấy có khoảng 21.000 chiếc UAV đang phục vụ trong quân đội các quốc gia, nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc đội nhân lực vận hành hệ thống kỹ thuật này không hề nhỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này trong chương trình Hồ sơ mật tuần sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.